Nếu một ngày thức dậy và nhận ra rằng thời gian mình từng có trôi đi quá nhanh, không thể lấy lại được ngoài sự tiếc nuối, vẫn mong thời gian sẽ một lần quen ngược để mình tìm về những ký ức, những khoảng không gian, những khoảng thời gian bị mất. Dòng chảy chật vật bình yên là sự tìm kiếm duy nhất. Tìm về nhân cần là một đứa trẻ đông chơi vui đùa đá banh người vỉa hè cùng với những thằng bạn chung sớm, mà nói câu đờ mờ đầu tiên cũng được học lớn từ những thằng lớn hơn một chút. Thế giờ cơm anh la chưa về, chỉ muốn chơi thêm một chút nữa về trẻ mới đánh đòn, nhưng có gì ngon mà không để dành to. Những ký ức tự nhiên đã xa, đôi khi gợi lên mình như cơn gió lạ khi ta cứ trôi theo dòng Sài Gòn qua lại, chợt nhớ chợt buồn những cái tháng đó có thể chợt đến như cơn gió hiện tại. Vội vàng đâu còn rong chơi tương lai mơ màng, đâu còn thảnh thơi, đâu còn những tiếng cười thật điên tâm. Tuổi thơ bình yên làm ta say đắm, mất phải đánh đổi tất cả để một lần được quay về để có thể thoát khỏi cái thực tế. Ta biết càng nhiều thì niềm vui cũng là thứ ta túng thiếu lại khối gian. Xin hãy đưa ta về nơi có sự bình yên. Sáng ngày mai những ngày tuổi thơ, phải ngồi đây hàng chờ đợi tuổi thơ sao lại một lần nữa để mà tao chưa bao giờ có thể mơ thấy đẹp đẽ và long lanh. Nhưng đâu vẫn mãi chỉ là một ký ức mong manh vì cuộc sống nên thời tại công phanh cho ta nào giờ được nữa những họa sắc trong xanh. Và tao muốn có tất cả những điều tao hằng mơ ước, một khoảng không của riêng mình để tao có thể mang gia đình anh em bạn bè và cô tiểu thuyết viết về một chuyện tình bao vào má bao thằng chồng. Nhưng vừa thấy ta dựng cho ta một bức tranh thiệt lạ, một tuổi thơ biết bao mộng mị để hoa cùng dạng thơ. Bây giờ ta đang ngồi viết ra mới sáng sớm bước ra khỏi nhà ai đâu gà hôm nay tụi mình đi câu cá không hả không hả ở thi công sao cả. Nhưng mà nói nghe đã đi hai giờ rồi tâm sông hai tiếng cười bay lên ôi sao thật rộn rạc quay với nhau và hòa cùng vào câu ca. Hôm nay em đi câu cá và cho má nấu canh chua. Nhưng mà nói nghe đã bây giờ mỗi đứa đã mỗi ngã và xa nhà, nhưng ta vẫn luôn tin tụi mày sống tốt và không hề xa ngã. Ha và con là con của má và ba, con luôn là đứa trẻ và thân xác to lớn nguyên mãi không bao giờ rời xa.